sa thu 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 kính bạch chư Sajador và kính thưa chư tăng, kính thưa quý Phật tử, để hôm nay ở tại chùa Phúc Minh, quý Phật tử, các sư cùng quý Phật tử rất là hoan hỷ được đón tiếp thỉnh mời trưởng lão Sajador ngài Tam Tạng thứ 15, chư trưởng lão, chư tăng từ Myanmar và bánh tê thiện đức này và bánh tê thiện đức. Hôm nay các ngài đã bớt chút thời gian hoan hỷ về chùa Phúc Minh vào giờ này. Chư tăng cũng như các Phật tử chúng con đê đầu bái chào chư Sajador và cung thỉnh quý ngài ban cho chúng con một thời pháp, một thời đạo từ để thách tấn các hàng Phật tử chúng con trên bước đường tu tập. Xin thành kính cung thỉnh sư Thiện Đức hoan hỷ phiên dịch để đến các Phật tử. Tripitaka Dhara, Tripitaka Kovida Sera Phaya Tangana Phaya Tamino Chong Akhu Sera Do Cho Yau Lada Imitang Wanda Titi Phi Bà Đệ Phaya Gong Lê Yu Bà Đệ Phaya tôi đồ đi trong mà tất cả tất mà alon ở trại sẽ đọc giao đồng ô hòa đà cát hà chi miên bề đà bồ bà giang yo thế xoa sao tha bà đề phía tìm tất cả đà ra tìm tất cả cô vi đà sẽ đọc phía ô vá đà gà thà, chí miên bí đà bù bà giang, dô tê xoá sáu thá bà đệ phía. Và tiếp theo chương trình, ngài Tam Tạng thứ 15 sẽ có đôi lời đạo từ đến với quý Phật tử tại đang có mặt tại ngôi chùa Thái Bình, đại ngôi chùa ở tỉnh Thái Bình, chùa Phúc Minh ở tỉnh Thái Bình. Đây là ngôi chùa dường như là ngôi chùa Theravada đầu tiên ở Thái Bình. Xin đi, thì giờ đây mà
ສຽດໍຕັງການໍມຍາພຸດທະຍະສົ່ງມາກູຄັນຢູ່ຈະແດດະການະກາມາບ້ອງດູລະກອງດູອາລົງສົ່ງສົ່ງຍິນຍີຕາຍຕາຍວົນວົນແດດ້ວຍສົ່ງຍາແດອະດ້ວຍຈອງອະທຸເວວັນຕາປີຕິພິຍາບາເດ Hôm nay ngài Tam Tạng thứ 15 đến chùa Phúc Minh gặp chư tăng, các cô tu nữ và các Phật tử đông đảo có tín tâm ở nơi Tam Bảo quay tù về chùa Phúc Minh để tiếp đón ngài cùng với tăng đoàn. Cho nên ngài rất hoan hỷ khi được nhìn thấy tất cả những người con Phật đã có sự tu tập và sự hướng về Phật Pháp như ở chùa Phúc Minh. Chị cụ phong bông đô bí an 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 gàng trăm bà khí yi gù chua là đệ khả má bíu nè tí 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 tá tí tí mà thí ra vá ra bồ đà bà đà cô chỉ nhiều cha chiếu chỉ cha cố quậy cha để bồ cô đi nhà xóa tùy đây phong bồ nề nề quan đà đà lu đà du lệ khó bà đấy bây giờ này ngài nhị thiết thế đà đà na đồ chi sa thế đồ bồ tu ba ba gì du lệ bây giờ này su đông bên tam nhà bồ đà liệt sĩ bà đấy trong chuyện hoàng pháp này suốt những ngày qua ngài đi đến các nơi, đặc biệt là ở các chùa, thực hành theo chánh pháp Theravada nguyên thủy. Khi được nhìn thấy chư tăng ni cùng với các Phật tử đã tu tập đông đảo và có sự kính tín đối với Tam Bảo, thì ngài rất hoan hỷ và ngài tán thán công đức của tăng ni và Phật tử đã cùng nhau tu tập. Cho nên ngài đi đến đâu thì ngài đều hướng tâm rải tâm từ và cầu nguyện cho càng ngày càng nhiều người hiểu biết và tu tập chánh pháp để mang lại sự lợi ích, sự an lạc cho chính mình và cho những người xung quanh, đặc biệt là gia đình, xã hội. Bồ Tát Đạo Nhất Bồ Tát Mía Xóa Hà Lương Gê Tô Nhi Bông Nà Thông Cháu Yà Chô Kha Đi Kha Bà Lô Gà Yìm Hà Buôn Thông Bò Bọc Lá Gê Bà Rê. Đức Phật của chúng ta đã xuất hiện ở trên thế gian cách đây khoảng 2.600 năm. Bồ Tát Mía Xóa Lô Gà Yì Mà Buôn Thông Lá Chín Hà Tên Này Ngài Nê Ất Vệ Lũ Miu Đức Dũ Ất Vệ Bá Thà Đức Khu Rê Ất Vệ Buôn Thông Lá Rà Mô Bà Vũ A Lông Tô Sajjawala Ananda Nijade Tadawa Alung Dwe Buon Thong Bobo La Chim Shibari. Và Đức Phật xuất hiện ở trên thế gian không phải chỉ mang lại sự lợi ích, sự an vui cho một dân tộc, cho một quốc gia hay là cho một nhóm người nào đó mà thôi, mà ngài xuất hiện ở trên thế gian là để mang lại lợi ích và an vui cho tất cả chúng sinh ở trong tam giới. Bồ Tát Mía Xóa Yết Tỳ Á Rồ Rì Hà Bà Thu Mà Sô Lì Lạ Chì Yên Chèn Chàng Chì Yên Tà Kê Y Chàng Mù Nhìn Chàng Mù A Sĩ A Mạng Gù Bì Này Nệ Tỳ Á Rồ Rì Phía Bà Rì. Giáo pháp mà Đức Phật chúng ta dạy, khi mỗi người học tập và tu tập theo giáo pháp mà ngài đã dạy thì mỗi người đều có thể trải nghiệm được
sự an lạc, sự an vui thật sự. Vì vậy, Bồ Đà Mẹ Sư Hồ Rê Đề Yá Rì Rê Gà Chín Châu Kli Tạc Khu Pà La Pàn Đi Đà Pà La Sô Rà Lù Mai Pàn Đi Đà Sô Rà Lù Lê Ma Bên Nhà Sĩ Lù Mai Nè Lù Lê Ma Yê Tà Bò Lạ Khả Nà Lì Rì Gô Nè Nghệ Pyo Pya Bà Mê. Và nhân đây thì Ngài Tâm Tạng thứ 15 muốn chia sẻ với hội chúng chúng ta về những dấu hiệu để nhận biết người không có trí ba la và người có trí pandita. Ba la ye athaibhe li thong myo lao phwin pya chin ma de ba la so da ga athe siêu yêu, xa yêu. Thế xin đi để bố cụ đã phía bà rì. Tụ mà, lô gà cao nhu, đà mà cao nhu, bà mà mà lâu để bố cụ mưu cụ, bà lạ lụ khó bà rì. Thế siêu yêu, xa yêu. Thế nên về tụ à lô gà mà, thế xin đi để bố cụ mưu phía bà rì. Và trước hết, Ngài muốn giải thích từ Pali Bà Lạ. Bà Lạ nghĩa là người không có trí hay là người ngu. Và Bà Lạ ở đây có ba ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất đó là Bà Lạ nghĩa là những người dù sống lâu năm nhưng mà không mang lại những lợi ích an vui cho mình, cho người khác, mà chỉ sống lâu, không có những cái lợi ích, kể cả ở trong đạo lẫn ngoài đời. Đó là cái ý nghĩa thứ nhất. Nào đêm yêu bà lạ đầy bè phân sổ yà mê sổ yên, đuôi anna thi la đi kana di di pa lo pisau pa acho si wa le ma lou phu tantra ye acho si wa le ma lou phe ne a ro pisau ban le acho me ri lou de tantra atwe le acho me ri ko lou dat de yu dat de pogo myo ko pa la lu mai lo kho ba de. Ý nghĩa thứ hai của chữ bà lạ nghĩa là người ngu hay là người không có trí, đó là những người sinh ra ở trên đời mà không làm những điều có lợi ích cho mình ở trong hiện tại và ở trong tương lai, không những không làm những điều lợi ích ở trong hiện tại và ở trong tương lai mà người ấy còn làm những điều mang lại những không có lợi ích, những điều không có lợi ích ở trong hiện tại và ở trong tương lai. Đó là dấu hiệu thứ hai, ý nghĩa thứ hai của chữ ba lạ, người ngu hay là người không có trí. Đà bà tô ba lạ yê đi bê hà thuy a thi lu na di sain de di di pa lo de acho si bwa ne myo go phyet si tet lu lu mai acho si bwa so da pisau ban acho si bwa le phyet si tet de tan tara ji bwa ya ji bwa chang acho si bwa le phyet si ni de poggo myo go lu mai lo kho ba de. Và ý nghĩa thứ ba của chữ ba lạ là làm hại cho mình và cho người khác. Thì cái ý nghĩa thứ ba này đó là những người không có trí, những người ngu thường làm hại mình và hại người khác, không có mang lại những lợi ích an vui cho mình và cho người khác, cho nên cũng gọi là ba lạ,
người ngu. Nào thế bản đi đã biên nhà sĩ. Biên nhà sĩ ở đây bởi lê bà la ở đây bởi lê bảo nhà. Chú xa yam bà phía bà lê biên nhà sĩ bố cụ lì hà. Hà tà tà bà tà tà thuật tè huyền tè chú yêu xa yêu nền đồ ạ bà kà bè nè lô kà ạ chú xì bà. Đàm hạ ạ chú xì bà lì tù tè ạ. Hà tì biên nhà nè lô sao nì tù miêu cụ bản đi đã biên nhà sĩ lô khó bà lê. Còn người trí, chữ Pali gọi là Pandita, thì được hiểu ngược lại với Ba La, người ngu. Vì vậy, Pandita nghĩa là người trí, là người mà làm những việc làm hữu ích, mang lại những lợi ích an vui ở trong đạo cũng như ở ngoài đời. Nói cách khác đó là làm những điều mang lại sự lợi ích, sự an lạc ở thế gian và trong suốt thế gian. Bí sâu bà chú sĩ vua Tán ra a chú sĩ vua mạng tâm nhạc gù Cáu nà rì gù yu tát đệ lâu tát đệ bố gù biu gù Bên nhà sĩ bàn đi đà lô khó bà rê. Cho nên Pandita là người mà có khả năng thực hành những điều mang lại sự an lạc, sự an vui, sự hữu ích ở trong đạo cũng như ở ngoài đời. Bây giờ bạn ấy mà câu này chú sĩ vua, tàn ra mà câu này chú sĩ vua mà tâm nhạc của phía sĩ đạt đề bố cụ miêu, mà lâu đã để bố cụ miêu cụ bàn đi đạp trên nhà sĩ lục khó bà đi. Và ý nghĩa thứ hai đó là người trí nghĩa là những người làm những điều có cái sự lợi ích ở trong hiện tại và mang lại sự lợi ích trong tương lai, trong những kiếp luân hồi sau này. Và cũng là người mà không bao giờ hoặc là rất ít khi làm những việc mang lại sự tai hại ở trong hiện tại cũng như là ở trong những kiếp tương lai. Lo ca yi ma bi yan ni an de ye ri ma ngain chan mu ri phit po la ra ha lu mai ti chao phit ba de. Ở trên thế gian thường xảy ra những điều tai hại như chiến tranh loạn lạc thì đều do những người không có trí gây ra. Upama ni ne byo me so yin Myanmar sakapong aya amait ka sa pyat tat mi lawn ne loka ma mi lawn ne akha ma chu mo chu ga thayan mo thayan ga thayuet mo thayuet ka de ain ga sa tin pi lo lawn ne akha ma naw bai ain gao ni tai de pyat tat de a long go mi ku set twa ra phit par de. Ở trong thành ngữ tiếng Miển có một câu nói và ý nghĩa câu nói đó là khi mà lửa bốc cháy thì những ngọn lửa đó được bắt đầu từ những mái nhà mà lập bằng tranh, bằng nửa, rồi sau đó mới lây qua những ngôi nhà khác được làm bằng bê tông, bằng gỗ, bằng ngói. Kuna Ubama Pira Pyabare Eri Ubama Nidu Be Milaune Akama Thayya mo thayya ga, thayya mo thayya ga, enga sa de lao yin piyata ji de athi mi lao twa de lo loka ma lu mai ti chao be yan an de ye ri ha nau song pinya shi de athi dukkha pi dat ba de. Cũng tương tự như vậy, khi mà ngọn lửa được bốc cháy từ những cái mái nhà lập bằng tranh, bằng nửa, sau đó mới lây lan qua những ngôi nhà được lập bằng ngói, được làm bằng bê tông, thì
những sự tai hại không lợi ích ở trên đời thường được làm bởi những người không có trí. Và không những cái việc làm của những người không có trí đó ảnh hưởng đến bản thân, mà họ còn làm ảnh hưởng xấu đến những người có trí. Ai đó bị anh đi mà làm gì đi, các bà lo cái gì mà nhìn chăm mũi đi ha, lùm mai đi chợ, phi đà ba bị nhà xí đi chợ, lo cái gì mà bị đi anh đi gì đi mà nhìn chăm mũi xơ ra, mà phi nai bà vú. Vì vậy ở trên đời khi có những rủi ro tai hại, khi có chiến tranh loạn lạc, thì tất cả những điều ấy đều do những người không có trí gây ra, chứ không phải là do những người có trí gây ra. Thế đó, nào thế, bà la ye lạc hà nà, lù mai ye ảm mạ ta, tình kỳ ta, đông chế cụ, biểu bia chế mà đi. Vì vậy mà Ngài Tam Tạng thứ 15 muốn chia sẻ với chúng ta ba dấu hiệu của một người không có trí. Nam bát đi đô sê đi đa sê đi sa lu mai đi ha am nhê ra mà cao nà đi cô về chán xì lê tuy tô lê xì bà rê. Mà cao nà đi chán xì nê yên tuy tô nê yên đã lưu mai phía đề sổ ra đi ra bà rê. Dấu hiệu thứ nhất đó là người ngu thì thường có những suy nghĩ không tốt, những suy nghĩ bất thiện. Đó là dấu hiệu thứ nhất của người ngu bà lạ. Rồi bà lưu bà rê mà cao nà chán đề lê sổ yên bây giờ bà bà đà mây xa đế thị vậy ra tu mía biết gì ở xa đi cô, mặt ya lo chen na, mặt ya đem bay chen nè say đi, thari ha lu mai ye acha si lu mai ye lắc hàn áp chép bài. Những suy nghĩ bất thiện đó là những suy nghĩ dẫn đến tâm tham, dẫn đến sự muốn chiếm hữu bất chánh. Khi thấy của cải tài sản của một người thì muốn có những tài sản đó. Đó là sự suy nghĩ liên quan đến tâm tham. Thứ hai, đó là suy nghĩ liên quan đến tâm sân. Và thứ ba, đó là suy nghĩ liên quan đến tà kiến. Đó là những dấu hiệu của một người không có trí. Nào, Pya-pa-ra Sura Alo-ndo Tantawari Di-ja-pa-zi, Pya-si-ja-pa-zi Alo-ndi-ji, Pya-si-ja-pa-zi, Dukha-yau-ja-pa-zi Subhido, Mimi-sik-te-ma Tui-to-ni-da, Chiang-si-ni-ji-ha-le Da Lu-mai-ye, Amma-ta-lakana-da-ku-pya-pa-re. Thì đối với một người ngu cũng thường suy nghĩ liên quan đến tâm sân. Những suy nghĩ dẫn đến sự tai hại của người khác. Và đó là dấu hiệu của một người không có trí. Nào trẻ mây xa đế thị ayu mà rì gu yu sa nì ra phía bà rì lù đà lê a chô mì xì bù bê đà lê a chô mì xì bù tu mía ở đây đây yên lê nào bà vợ má ở bên mà cha bố đây yên alo bì bì lu yu asa xin đi để bố cô hà lê về lu mai chép bài đi. Và đối với người ngu cũng thường có những quan điểm sai lầm gọi là tà kiến mitcha ditthi. Người đó không tin rằng có kiếp sau, không tin rằng có quả của nghiệp. Làm những điều thiện thì sẽ không mang lại kết quả, và làm những điều ác cũng không mang lại kết quả.
không có đời này, không có đời sau. Đó là những quan điểm tà kiến mà người ngu thường suy nghĩ. Nào thần nam bản ni lu mai lu ti ma chong lakana lu mai lu ti nai bo yan atwe amat ta taku ga dau pha ti da pha ti sa ma kaung na ri pyo so ni yin ai di pogo wa lu mai lu de lu mat ta cha ya ma phit par de. Dấu hiệu thứ hai có thể nhận biết được người không có trí, đó là người không có trí thường nói những lời nói không thật, những lời nói không phải là sự thật, những lời nói chia rẽ, những lời nói vô ích. Parimya magauna biodale suro mudawada manesaka khôn mà biểu vũ tu mía a chú si bó đi bia si ao lê 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 bia a mía đem biểu sô ni ra si bó yi lông ngàn đi lông đi bì sô yên lê bê ê đi bó gò lù mai lù tì chà yà bà mê. Thì nói những điều không tốt có nghĩa là nói những lời nói dối không thật. Thường khi làm việc gì đều nghĩ đến việc nói dối để lừa dối người khác, lừa dối ở trong công việc làm ăn, lừa dối để hại người khác. Đó là cái lời nói không tốt và cũng là dấu hiệu của một người không có trí. Nào pitu na wa sa chekhe ni de pogu na yao gu quê qua tòa ông, quê bia tòa ông, không đại đề giá khá, phía sổ nê yên lê, ế rì hạ tù hà, lù mai lù tì nảy bà rê. Rồi người đó nói những lời chia rẽ, đi đến người này nói xấu người kia, đi đến người kia nói xấu người này, để hai người có sự chia rẽ với nhau, thì lời nói như vậy gọi là lời nói chia rẽ. Và người ngu hay là người không có trí thường nói những lời xấu để chia rẽ giữa người này và người kia. Đó là dấu hiệu của một người không có trí. Nào Phật Đà Hòa Sa Saka Biyo Rê Niya Ma Chú Chú Tà Tà Ma Biyo Vê Nê Chán Chán Tán Tán Yáin Sáin Nê Saka Lông Đi Biyo Sù Nì Rê Sù Yên Lê Tù Hà Lù Mai Lù Tà. Rồi người đó cũng nói những lời thô ác, những lời mắng nhiếc chửi rủa để cho người khác không có hoan hỷ và có thể làm hại đến người khác. Thì đối với một người ngu thường nói những lời độc ác, những lời mắng nhiếc, đó là cái dấu hiệu của người ngu. Nào thế tam pha bà la ba biết sâu bà ma lê chú mê si tan thà ra lê chú mê si lô ca lê chú mê si ta thà ra ma lê chú mê si rê bà ma ảnh nết đà ra mê si rê sà khá miu rì gu biô sù nê chinh hà lê đà lù mai lù mà ta yà mê lạc hà nà đà kú bà rê. Rồi người đó nói những lời vô ích, nghĩa là những lời nói mà không mang lại sự lợi ích cho ở trong đạo cũng như ở ngoài đời, không mang lại những lợi ích ở trong hiện tại cũng như ở trong tương lai. Thì những lời nói đó là những lời nói của những người không có trí. Cho nên một người mà không phải là người có trí, là người ngu, thì thường nói những lời vô ích. Và đó là cái dấu hiệu của một người không có trí. Nam bà tô lù mai lù tì lù yà rè lù mai lù mà tà yà mè lạc hà nà tèm yù gà tô kà tà kà mà kà rì sà mà kà ông nà rì
cô nè yêu lâu nì đê song yuê nì đê su yên lê tu ha lu mai lu ti ya ba re. Dấu hiệu thứ ba để nhận biết một người không có trí, đó là một người không có trí thường làm những việc tai hại, những việc không có lợi ích cho mình và cho người khác. Mà cao nà đi bà rì lâu tà lê bà nà đi bà đà dù mẹ đà gô tà đê nô tà đê vô tà đê chê tà đê đà bà nà đi bà đà mù gô chú lô nì đà đà sù yên lê tu hà lù mai lù đà mà tà yà bà mê. Và làm những điều không tốt là làm những điều gì? Người ngu thường sát sanh, sát hại những con vật như là trâu, bò, heo, gà, vân vân. Những chúng sinh, kể cả những chúng sinh rất nhỏ như là muỗi, ruồi, vân vân, thì đó là những cái hành động sát sanh và cũng là cái dấu hiệu để nhận biết đó là người ngu. Arinadana tu mía mà bị đệ tu mía bệnh sai nè ấu sa nè đi phía xe mía đi phía xe mất đi ông chiu ra khổ ra đi lâu vậy lê tu ha lu mai lu ta mà ta ya ba bê. Rồi những cái hành động không tốt nào nữa đó là hành động trộm cắp. Người ngu có những hành động trộm cắp, lấy của không cho, không phải những của cải của mình mà đi lấy, thì cái sự trộm cắp đó cũng là một cái dấu hiệu để nhận biết người đó là người không có trí. Nào kami tu mây xa xa ra mì mì bà bà yên say nè tu mía ta mây yà rì gù so gà phía xì bì đọt nì rè bò gù miu hà lê đã lưu mai phía bà rê tu gù lưu mai lụ mà ta yà bà mê. Và hành động không tốt nào nữa mà những hành động đó là dấu hiệu của một người không có trí, một người ngu. Đó là những cái hành động ảnh hưởng đến gia đình của người khác, như là những cái hành động tà dâm ngoại tình, không phải vợ hoặc chồng của mình mà đi quấy nhiễu làm tan vỡ gia đình của người khác, thì đó cũng là cái dấu hiệu của một người ngu. Alo bien bi ro chou lai me so yin lu mai lu mat da ya me lu mai lu ti shi ya me lakkhana 3 ba phit ba de. Number 1 dou sain di da sain di ma kaung na chan ni yin twi ni yin da lu mai lu mat da ya ba me. Cho nên để nhận biết một người ngu thì có 3 dấu hiệu. Dấu hiệu thứ nhất đó là người đó có những suy nghĩ không có lợi ích. Number 2 đâu ba ti da ba ti ma kaung na ri pyo so ni yin tu le lu mai lu mat da ya ba me. Và dấu hiệu thứ hai để nhận biết đó là người ngu là dấu hiệu người đó nói những điều không tốt. Number 3 đâu cái đa cả ma cà ri cô nè ma kaung na ri lâu ni bi so yin le lu mai lu mat da cha ya ba me. Và dấu hiệu thứ ba để nhận biết người ngu đó là người đó làm những điều xấu, những điều không lợi ích cho mình và cho người khác. Khu biểu kê ra ha lu mai lu mat da ya me lakkhana le myo phit ba re. Ai đi khu biểu kê de 3 ba ye phyaung bian cao nà rì chán xì yên bì nhà xì cao nà rì bió xù yên bì nhà xì cao nà rì lâu yên bàn đi đà bì nhà xì phía tòa bà rì. Thì đó là 3 dấu hiệu để nhận biết một người ngu. Và ngược lại để nhận biết một người có trí thì cũng có 3 dấu hiệu. Và được hiểu ngược lại dấu hiệu của người ngu, đó là dấu hiệu để nhận biết người trí là những người có những suy nghĩ tốt mang lại lợi ích cho mình và cho người khác, có những lời nói tốt mang lại lợi ích an vui cho mình và cho người khác,
và có những hành động tốt đẹp mang lại lợi ích cho mình và cho người khác. Đó là ba cái dấu hiệu để nhận biết một người có trí. Yeni along do paritantu anine pala ye lakhana lumai ye amata pandita lakhana pinya shi ye amata ri ko tapo pa ti shi na le pi do mimi ro ko ko pala phit aw ma lou ja ba ne pandita pinya shi phit aw chu sa ja ba ni thain ja ba lu phong bo ni ne o wa ra sa ka pe yin phong bo ye o wa da ni gung chauk ba de. Sau khi nhận biết được những dấu hiệu nào là dấu hiệu của một người ngu và những dấu hiệu nào là dấu hiệu của một người có trí, thì mỗi người Phật tử chúng ta cần phải cố gắng tu tập để tránh xa những dấu hiệu của người ngu và thực hành những dấu hiệu của một người có trí. Và nhân đây, trong chuyến viếng thăm chùa Phúc Minh, Ngài cầu chúc cho tất cả quý Phật tử, hàng xuất gia cũng như tại gia, luôn có sự hiểu biết và luôn biểu hiện những dấu hiệu của một người trí. Và Ngài cũng cầu chúc cho tất cả chúng ta được nhiều sức khỏe, an vui và tránh khỏi mọi điều rủi ro tai hại để thành tựu những hạnh phúc an lạc trong cuộc sống. Đó là lời kết của bài Đạo Từ sáng hôm nay. Nam Mô Bụt Đại ạ. Thay mặt cho chư tăng và Phật tử chùa Phúc Minh, chúng con thành kính tri ân trưởng lão Tam Tạng thứ 15, chư tăng đi cùng đoàn đã hoan hỷ ban cho chúng con những lời pháp quý báu, và chúng con cũng rất là mong được tiếp đón Ngài trưởng lão Tam Tạng cùng chư tăng đến nhiều lần hơn nữa để ban bố cho các hàng Phật tử chúng con những lời pháp cao quý từ Đức Phật, để chúng con lấy đó làm hành trang trên con đường tu tâm đi đến Niết Bàn giải thoát. Xin thành kính tri ân quý Ngài. Cũng như ngọc ma đi chiếu sáng rỡ
là lòng quy mâu có thể làm cho tất cả sự ước ao của người đều được như nguyện. Tất cả phước báo hạnh có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người. Cầu xin cho quà của tâm tin hạnh tam bảo cho được thành tự mỹ mãn, cho được thành tự mỹ mãn, cho được thành tự mỹ mãn. Con đặt bản sự nghiệp.